Thưa quý vị, phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 với chủ đề Đoàn kết sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước cần cổ vũ các bộ ban ngành địa phương và nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn thách thức, tận dụng tốt các cơ hội thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng dịch chuyển đầu tư thương mại chuyển đổi số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ đạo các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của từng bộ ban ngành địa phương, cơ quan đơn vị và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua sao cho thật bổ ích, thiết thực, tránh hình thức lối mòn, nhàm chán, tẻ nhạt. Đối tượng thi đua cần phải rộng rãi, đảm bảo hài hòa các lợi ích của người lao động, của bộ ngành địa phương, cơ quan đơn vị và của xã hội. Các phong trào thi đua cần có nội dung, tiêu chí cụ thể, rõ ràng để dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, huy động được sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, đảm bảo khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương.